con mất mà ba còn làm cho mẹ con đau lòng. Ba khóc làm gì vậy? Ba đã nói là hiểu lầm hết, tại sao không ai tin hết? Ta nói là không phải là như vậy mà. Hiểu lầm gì hả ba? Ba đã hiểu lầm làm sao? Trước khi mẹ con nhắm mắt, ba còn làm cho mẹ con đau lòng, mà hiểu lầm cái gì? Ba đã sai, nhưng mà lần này là ba hoàn toàn trong sạch con à. Hoàn toàn trong sạch? Từ ngày xưa tới bây giờ, bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần mẹ con chứng kiến ba lăng nhăng rồi? Ba trả lời cho con biết đi, ba cưới mẹ con làm cái gì? Ba cưới mẹ con làm cái gì vậy? Có thể là ba đã sai, ba đã sai thật, nhưng mà thật sự trong tim ba chỉ có một mình mẹ con, và cả cuộc đời này cũng chỉ có một mình mẹ con thôi. Ba làm ơn đi, ba đừng có nói mấy cái lời bay bổng đó nữa, con có tin đâu? Con có tin là ba đừng có nói được nữa không vậy? Ba không nói những lời bay bổng. Thôi được rồi, các con sẽ ở cạnh ba suốt cuộc đời cho đến ngày ba nhắm mắt. Các con hãy quan sát sao thiệt kỹ. Ba hứa với các con, từ đây đến ngày ba nhắm mắt là chỉ có một mình hình ảnh của mẹ con ở trong tim này thôi. Nè, cảm ơn ông nha. Cảm ơn cái gì? Được chở bà là tôi hạnh phúc lắm rồi. Ông chờ tôi một chút. Rồi. Ba nghe. Dạ, con đang ở bệnh viện chờ tháo băng. Ba đang ở đâu vậy? Có chuyện gì không? Gạo từ An Giang chở tới rồi, nhưng mà ở nhà không có ai nhận hết á. Con qua đâu? Con có gọi rồi, con nó tới trường rồi. Hình như là lấy hồ sơ giấy tờ gì đó. Cái gì? Nó đang ở trường hả? Trời ơi, nó lên văn phòng hả? Ôi trời, tôi đang kiếm hồ sơ mà ông tắt đèn để làm gì? Con qua hả? Con qua nó tới. Ôi trời, lẹ. Ai đó? Nè, ai đó, đứng lại. Ai đó? Đứng lại. Ai đó? Ai đó? Ai đó? Gần sắp thoát rồi. Gần sắp rớt rồi. Lẹ lẹ lên đâu? Mà ba coi được á hả? Lúc con khẳng định 99% á thì ba nói là không phải. Bây giờ là ba thích nói dối con cái lắm hả ba? Cái gì? Ba, tại sao vậy? Ba làm như vậy mà ba không thấy ăn năn, không thấy hối lỗi gì với mẹ con hết hả sao ba? Em bình tĩnh đi, từ từ nói. Bình tĩnh cái gì? Mẹ bình tĩnh đi mẹ. Im đi. Con nói thiệt ba đó, bộ ba không có thấy ăn năn, không thấy hối hận gì một chút nào với mẹ con thiệt hả ba? Em ơi, em bình tĩnh lại đi. Thiệt ra chuyện ba đi với cô Hiểu Phó trong ngày giỗ của mẹ là có lý do chính đáng mà. Cái gì? Anh nói lại cho em nghe coi, cái gì vậy? Ủa, chứ không phải em giận vì chuyện đó hả? Lúc cùng là sao vậy hả ba? Ba làm vậy mà coi được đó hả? Vậy mà cái hôm đám giỗ, ba còn nói là ba đi thăm bệnh đó hả ba? Bộ ba không thấy ăn năn hối lỗi gì với mẹ con hết hả? Không, không phải. Chuyện là... Bây giờ tôi điên lắm rồi. Tôi không có sống nổi trong cái căn nhà này nữa. Bỏ ra đi! Bỏ ra đi! Không có hổ. Không biết sống sao vừa lộng nhà nữa. Thôi, chuyện vậy rồi ba đừng buồn nữa nha ba. Cái người mà tao buồn nhất á là mày đó. Sao vậy? Ba.
vậy là sao hả ba? Ba còn nói dối con nữa hả ba? Rõ ràng là hai người đã quen nhau mà. Như vậy gọi là ngay thẳng đó hả ba? Ba có cần phải nói dối con nữa không? Chắc là không rồi. Nếu như mà hai người ngay thẳng thì đâu có cần nói dối con gái của ba làm cái gì. Cô Hoa à, cô nói gì mà nghe nặng lời quá vậy? Thật ra tôi với ba cô á, tôi cũng đã định nói chuyện với cô lâu lắm rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm ra được cơ hội thôi. Hơn nữa tôi với ba cô á, đâu có làm gì mà sai với đạo lý đâu. Sao cô lại cứ nói chúng tôi không ngay thẳng hả? Như vậy gọi là ngay thẳng đó hả ba? Trước khi mẹ con mất, ba cũng làm cho mẹ con đau lòng vì cái thói lăng nhăng của ba. Ba quên hết rồi hay sao vậy? Sao lại đem cái chuyện đó nói ở đây hả? Ba quên mất rồi hả? Cái ngày mà đưa tang mẹ con, ba đã hứa gì với tụi con? Ba quên hết rồi hả ba? Ôi, để về nhà nói. Con phải nói, ba phải cho con nói. Mẹ con mất chưa được 3 năm mà ba. Ba làm như vậy là sao chứ? Rõ ràng là hai người có mối quan hệ mờ ám mà. Cô, chị nhà mất chưa được 3 năm à? Sao ông lại nói với tôi là chị đã mất 11 năm rồi mà? Ba tôi muốn nói dối để cố tình quen cô chứ sao nữa. Thiệt tình là tôi xin lỗi bà vì tôi đã nói dối bà. Chắc là bà hụt hẫng lắm hả? Tôi không những hụt hẫng mà tôi còn thất vọng lắm. Tôi rất thất vọng về ông. Phải, bà thất vọng thì cũng đúng thôi, bởi vì tôi đã nói dối bà. Một lần nữa xin lỗi bà. Chuyện ông nói dối tôi có thể hiểu được. Tôi thất vọng đây là thất vọng cái bộ dạng của ông lúc đó. Tôi thấy khó chịu lắm. Thôi mà, tha thứ cho tôi đi liễu. Hay là bây giờ mình gặp nhau đi. Tôi muốn gặp bà liền ngay bây giờ. Ở thế nếu không thì ngày mai. Tôi thì lúc nào cũng được hết. Lúc nào bà gọi cho tôi là tôi sẽ đến với bà liền. Ừ, tôi chờ điện thoại của bà nha. Cô còn để con lấy cho cô. Không sao đâu, cô lấy được rồi. Nè, nè, anh có đem hộ chiếu theo chưa vậy? Đừng có để giống như lần trước á nha, ra tới sân bay rồi la quên quay về nữa. Yên tâm đi, anh cất được cặp kỹ lắm rồi. Em, ngày mai là sinh nhật của em rồi, lỡ anh về trễ thì sao? Thì có sao đâu, sinh nhật thôi mà. Vậy đợi anh về cái tối mình đi nhà hàng ăn ha. Được rồi, đi lẹ lên. Anh đi nha. À, con chào chú. Chú đi cẩn thận nha chú. Cô ơi. Hả? Bộ ngày mai là sinh nhật của cô hả? Ừ, mai sinh nhật cô. Vậy cô thích ăn gì để con nấu cho cô nha. Thôi không cần đâu. Mà con nhắc thì cô mới nhớ nha. Hồi xưa mỗi khi mà sinh nhật cô, mẹ cô hay nấu cho cô món chè bà ba lắm. Lâu lắm rồi cô không được ăn món đó. Dạ. Vậy để con nấu chè bà ba cho cô nha. Cô cảm ơn con nha. Dạ. Ủa, sao anh về nữa vậy? Hồ chiếu anh để trong cái cặp á, mà anh để quên cái cặp ở nhà rồi. Thiệt tình luôn á, em đã nói rồi mà.
hả chú? Ờ, trễ chưa chú rồi. À chú, hôm nay là sinh nhật của cô Hoa đó chú. Ủa hôm nay hả? Dạ. Ờ. Ủa sĩ, em đi đâu mà sớm quá vậy? Hôm nay sinh nhật của chị hả? Em tới bệnh viện, chúc mừng sinh nhật chị nha. Cảm ơn em nha. Chúc mừng sinh nhật long trọng ghê vậy đó. Mừng muốn rớt nước mắt luôn. Ủa ba, hôm nay ba nghỉ làm mà ba đi đâu vậy? Thì nghỉ làm thì bữa nay ông Đông ổng bị thùm mổ ruột thừa, vô bệnh viện thăm ổng hiểu không con? Cho nên có thể ba về trễ chút nghe. Vậy nha. Dạ. Ủa cô. Ủa dạ. Cô ngồi đi cô. Dạ con chào cô. Ờ nè Tâm Ý, sao mà con nấu nhiều món quá vậy nè? Vất vả cho con quá, con mệt lắm phải không? Không sao đâu cô. Con nhỏ này còn nói về bà ba nữa chứ. Con nói chơi thôi mà con nấu thiệt hả? Dạ cô ơi, đây là thiệp chúc mừng của con. Cái này là do con vẽ nên hơi xấu, cô nhận nha cô. Cô thấy đẹp lắm, cô cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Cảm ơn Tâm Anh. Dạ. À, nè con, từ nhỏ đâu hết rồi? À, dạ, Nguyên ra ngoài từ sớm rồi cô. Còn Lâm Chi á, nói là không có ăn cơm gì, không có sườn. Dạ, con chúc mừng sinh nhật cô. Cảm ơn con. À mà cô, hay là để con làm món sườn cho Lâm Chi nha. Không cần đâu, khi nào nó đói là nó xuống ăn chứ gì. Dạ. Nè hai đứa. Dạ. Ngồi xuống đây ăn cơm với cô đi. Dạ thôi cô ơi, cô cứ ăn trước đi, tụi con ăn sau cũng được mà. Cô đã nói là xuống đây ngồi chung với cô đi. Một mình cô làm sao mà ăn hết đồ ăn trên bàn, nhiều lắm. Tâm Anh, qua đây. Ngồi xuống. Ăn với cô nha. Cảm ơn con. Chị bà ba ngon quá. À, dạ, chị là mẹ của bé Thảo hả? Trời ơi, chị dắt thầy bé làm chi là phiền cho chị lắm á. À, dạ, dạ thôi không cần đâu. À, khi nào mà về á, chị cứ gọi điện thoại cho tôi qua tôi đón nha. Rồi, cảm ơn chị. Ủa, Lâm Chi không về hả cô? Lâm Chi nó đi coi phim với gia đình bé Thảo rồi. À, con. Dạ. Chú Sĩ thì sao? Dạ, con có gọi nhưng mà chú không có nghe máy cô. Thiệt tình á, ba cũng vậy, thằng Nguyên cũng vậy nữa. Gọi hoài cũng không được. Dạ, Nguyên có nói là chắc ngủ lại nhà bạn luôn. Hả? Thằng thiệt tình. Anh về rồi đây. Ơ, con chào chú. Hay, sao bữa nay về sớm vậy? À, thôi được rồi, để đi. Dạ. Sinh nhật của em mà, phải về sớm chứ. Ủa, mà sao mọi người đâu trơn ở nhà vắng tanh vậy? Thì đó, cũng may là anh về với em đó. Thôi thì bữa nay anh về sớm, chị mình đi ăn đi, đi ra ngoài ăn mừng sinh nhật em. Vậy là đêm nay chỉ có hai đứa mình riêng tư thôi hả? Nè, Tâm Ý với Tâm Anh, hai đứa lên thay đồ đi. À, đi ra ngoài ăn mừng sinh nhật cô nha. Ủa? Dạ thôi, không cần, dạ thôi không cần đâu cô. Đi, nhanh lên, thay đồ lẹ lên. Đi, mau lên. À, dạ. Tha luôn đi theo mới chịu hả? Anh là thiệt tình á, cho tụi nó đi theo có sao đâu. À quên, anh có mua quà đặc biệt cho em nè. Có quà nữa hả? Ôi, bảo đảm là em sẽ thích. Anh đi lựa vòng vòng mấy cái trung tâm thương mại lớn mới có đó nha. Cái gì vậy? Từ từ để anh mở ra cho anh coi. Bảo đảm em coi xong em sẽ thích liền. Đừng có nói là cái mã số vali mà cũng không biết mở nữa nha. Đâu có, anh nhớ mà. Ngày sinh của em chứ gì? Thì là ngày sinh của em đó. Đúng rồi nè, mà sao mà không được kỳ vậy? Đưa đây em. Đó. Ủa sao mở hoài không được vậy? Sao kỳ vậy ta? Vali nay nó bị gì vậy? Cái gì?
Trần Trung Hiếu. Ủa? Anh lấy lộn vali của ai tên Trần Trung Hiếu nè. Sao kỳ vậy? Kỳ cái gì trời ơi, làm ơn đem đi đổi liền đi. Sao tự nhiên la anh? Anh chỉ muốn về sớm với em thôi mà. Nhanh lên đi còn nói nữa. Ừ thôi rồi, bây giờ anh đi đổi vali liền. Em với mấy đứa nhỏ cứ tới nhà hàng đi nha, anh xong anh gọi nha. Thiệt tình á, lẹ lên đi. Ừ. Sáng giờ ông đã giúp tôi nhiều rồi. Bữa ăn này để tôi mời ông nha. Không, bà cứ để tôi. Làm vậy có sao được, để tôi mời ông đi mà. Bà biết cái tánh tôi từ xưa nay là ga lăng mà. Giờ lại đi với một phụ nữ đẹp như bà, ai nỡ lòng nào để phụ nữ trả tiền. Ba. Ủa, Qua. Cô Qua. Ba nói là ba đi tới bệnh viện mà. Hôm nay là sinh nhật của con đó ba. Cái gì? Sinh nhật hả? Bữa nay là sinh nhật của Qua à? Lạ thiệt ha. Nhà hàng bữa nay có phục vụ thêm món mỗi người nữa hả ba? À, không không con à. Chuyện là như thế này. Đi qua chỗ khác ăn. Qua. Ba chờ tôi chút xíu. Sorry. Qua. Qua. Nghe ba nói nè. Ba nhớ chứ, ba nhớ sinh nhật của con. Nhưng mà tại vì ba nghĩ là thằng Ngọc nó sẽ về sớm và nó đi với con. Bà vừa đó ăn với cô hiệu phó của bà đi ba. Trời thôi mà, quá. Nghe bà nói. Bà, con nói là ba đi vô ăn với cô hiệu phó của ba đi. Con đâu có cần ba tổ chức sinh nhật gì cho con đâu. Ba đi vô đi. Qua. Tại vì ba nghĩ một cái chuyện hết sức đơn giản là con không thích tổ chức sinh nhật thế thôi. Ba, trên đời này không ai mà không muốn tổ chức sinh nhật hết á. Từ nhỏ tới bây giờ ba lúc nào cũng nói là ba bận rộn hết. Mẹ con thì bệnh, thằng em vô tâm thì khỏi nói tới đi. Vậy thì ai tổ chức sinh nhật cho con? Từ nhỏ tới bây giờ có bao giờ ba mua cho con một món quà sinh nhật nào chưa ba? Con gái ba thích cái gì ba có biết hay không? Ba không biết đâu đúng không ba? Ba xin lỗi. Ba không cần xin lỗi con đâu. Ba cứ sống vô tư giống như ba đó giờ là được rồi. Không tổ chức sinh nhật thôi mà, con đâu có chết. Bao nhiêu năm nay rồi, con quen rồi ba. Hai đứa đi. Nghe ba nói mà. Qua. Vô đi. Ba. Vợ con nó còn giận hả? Dạ cũng vậy rồi ba. Mà ba kêu có chuyện gì ba? Giờ vậy đi, con phải giúp ba tổ chức một cái sự kiện thật sốc. Hả? Lại sốc nữa hả ba? Vợ con không muốn vợ con nó vui không? Thì con phải ráng chứ, hiểu không? Trời đất ơi, nhà cửa bữa nay làm gì mà tôi thua vậy? Cả nhà ơi, Tâm Mỹ ơi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ngay bây giờ đây, buổi tiệc mừng sinh nhật của chị Thám Hoa xin phép được bắt đầu. Bà xã, thổi nến đi, cầu nguyện cái đã. Dạ, bây giờ ba là người đại diện gia đình, sẽ có lời muốn nói với chị. Con gái yêu quý của ba, trước đây á, vì nhiều lý do khác nhau, giờ vì quá bận rộn nên ba không quan tâm chăm sóc được cho con. Ba thấy mình rất có lỗi với con. Và hôm nay ba muốn bù đắp một phần cho con. Sinh nhật này á sẽ là một cái sinh nhật đặc biệt nhất từ trước tới giờ. Ba mong con đón nhận nó. Bà chúc con sinh nhật vui vẻ. Ba. Đó là những lời nói thật lòng của ông Đỗ Tú Tài,
dành cho cô con gái của mình là Đỗ Thắng Hoa. Xin mọi người cho một tràng pháo tay đi ạ. Thưa bà xã, bao lâu rồi cả nhà mới làm sinh nhật cho em? Cũng lâu lắm rồi phải không? Chính vì lâu lắm rồi cho nên hôm nay cả nhà đặc biệt tổ chức cho em một buổi sinh nhật thật là hoành tráng và đầy bất ngờ. Đó là anh đã mời một đoàn xiếc thú về đây để phục vụ chung vui. Xin mời đoàn thú. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.